Xin chào các em, hôm nay chị Ami sẽ tiếp tục làm slime cùng các em nha. Và loại slime ngày hôm nay thì chúng ta không cần phải dùng hồ hoặc là keo học sinh hay hồ khô, keo sữa gì hết. Nhưng mà slime này vẫn rất là dai, mềm, mịn. Ok, nếu bạn nào thích slime này thì hãy xem đến hết video nha. Nguyên liệu cần có là kem lột nhẹ thô ra cao, kem cạo râu, nước rơ miệng, màu nước để chúng ta pha màu cho slime, một cái thìa khuấy và cái chén. Ok, đầu tiên chị sẽ cho kem lột nhẹ vào trong chén. Các em có thể cho nhiều hoặc ít tùy thích. Chị sẽ cho khoảng bằng một chai hồ. Xong rồi, bây giờ mình sẽ pha màu cho slime. Chị sẽ dùng màu nước màu xanh lá cây. Các em cũng có thể sử dụng màu thực phẩm để thay thế, và sử dụng màu nào mà các em yêu thích, hoặc chúng ta không sử dụng màu thì vẫn được nha. Bây giờ mình sẽ khuấy đều cho hai hỗn hợp này đều vào nhau. Tiếp theo thì chị sẽ cho kem cạo râu vào. Khi mà chúng ta cho kem cạo râu vào trong slime thì sẽ mềm và mịn hơn, chơi rất là thích. Cho nên chị sẽ cho nhiều một tí xíu. Rồi bây giờ chị Ami sẽ khuấy đều hỗn hợp này lại. Khuấy đều lên thì chúng ta thấy màu xanh chuyển qua màu xanh nhạt. Chúng ta sẽ khuấy thật mạnh tay và đều. Bây giờ thì chị sẽ cho nước rửa miệng vào nha. Nước rửa miệng này thì các bạn chắc cũng biết rồi, mua ở ngoài hiệu thuốc giá là 10.000 một chai. Chúng ta sẽ cho từ từ nước rửa miệng, một lần thì chúng ta có thể cho 3 đến 4 giọt vào trong này và khuấy đều. Sau đó thì nếu mà slime đã đều rồi thì chúng ta lại cho thêm từ 3 đến 4 giọt. Và chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn thấy hiện tượng đông đặc lại. Và chúng ta cứ cho từ từ nước rửa miệng vào cho đến khi slime của chúng ta thành công thôi. Nhớ là phải khuấy đều nha. Đó, chúng ta sắp thành công rồi nè. Tiếp tục thôi. Cái màu xanh này rất là đẹp. Chúng ta cứ từ từ thôi nha, không có gì phải nóng vội hết. Mỗi lần thì chúng ta sẽ cho 3 đến 4 giọt là được rồi. Để tránh làm slime của chúng ta nhiều nước rơi miệng quá thì nó sẽ bị cứng. Chị nghĩ là cho thêm một ít nữa là chắc sẽ thành công.
Đó, bây giờ thì chúng ta có thể lấy ra và nhồi bằng tay được rồi. Vậy là thành công rồi đó các em ơi. Đây là slam, chúng ta không cần dùng hồ nha. Kè rất là mềm mịn dẻo dai và không dính tay. Wow, cái này mà làm nhiều lên thì chơi rất là thích. Đó, chị bánh bự ra luôn. Chúc các em xem video vui vẻ và nhớ đăng ký kênh Annie Channel nhé. Chào tạm biệt các em.